Hello, chào cả nhà. Mình là Andy nè cả nhà ơi. Thì mình mới chở con mình đi học đại học á. Thì mình ghé ở đây ăn bữa nay thèm cháo lòng quá cả nhà ơi. Kệ mấy người YouTube ở trên Việt Nam, ở trên YouTube á, thì ăn cháo lòng mà mình thấy thèm quá. Thì lâu quá rồi mình không có ăn cháo lòng cả nhà. Thì mình ghé vô đây là cái quán này là 4.3 ngôi sao ở trên Google á. Ở đây là thành phố Westminster. Thì ghé vô cái quán này thì ăn cháo lòng. Thì ở đây là chắc là người Quảng, người người Hoa đó cả nhà. Thì cái nhà hàng này nó kêu bằng Canton Restaurant, là cháo cá và cháo lòng á. Thì nó có cá cháo lòng nè, nó có đủ thứ cháo lòng ấy, biết không? Thì mình vô đó mình ăn thử nha. Cả nhà mời cả nhà ăn chung với mình nha cả nhà. Thì enjoy cái video cả nhà. Cảm ơn. Bây giờ mình sẽ quay một cái ở ngoài với cái ở ở ở đây ở ngoài parking á, với ở trong nha. Cả nhà đi ăn chung với mình nha. Enjoy cái video cả nhà. Đây nè cả nhà ơi, đây là một cái thành phố Westminster ở bên Mỹ á cả nhà, Nam Cali nha. Nam Cali, không phải là Bắc Cali nha. Cái này Nam Cali. Thì bây giờ mình quay mấy cái ở đây là tất cả người nhà hàng Việt Nam nhiều lắm cả nhà. Giờ mình quay cho cái nhà xem nha. Đó, ở đây là thành phố Westminster bên Mỹ á cả nhà. Cái quán gì cũng có đó. Thì mình đi vô để ăn thử coi có cái quán này á, là người Hoa mà người ta biết tiếng Việt á. Đó, ở đây nè cả nhà. Đó, cái này nó bán cháo lòng thì 4.3 ngôi sao á. Thấy không? Thì mình giờ mình vô ăn thử coi kệ cái này cơ. Ở đây nó có đủ thứ á, nó có lẩu nè, buffet nè, nó có nhà hàng Việt Nam nè, nó đủ thứ á cả nhà. Anh cả nhà ơi, đó, ở đây là thành phố Westminster. Thì mình vô đây ăn cháo lòng cả nhà ơi. Ở đây là cháo lòng rất là ngon nha. Đó đây nè, thấy không? Hoành thánh nè, oh my god, hoành thánh này rất là ngon, trời ơi ngon quá, thấy không? Đó. Ở đây là một cái quán cháo lòng. Chào bác. Ở đây là người ta mở cửa, người ta có nhận. Hello cả nhà ơi, đây là một cái menu của nhà hàng Canton, nhà hàng Canton này restaurant. Thì ở đây là cháo lòng là đặc biệt, có cái nhà cháo lòng rất là đặc biệt, rất là ngon nha, nổi tiếng nha. Ở đây là họ người Tàu, người Hoa đó, mà cũng như là người người Việt Nam, với người Hoa là Việt Nam bò kêu á đó. Thì cái menu của họ ở đây nè, cái này nổi tiếng nè cả nhà, đặc biệt how special là cái món này nè đó. Cái món này nè cả nhà, chả cá thanh long đó. Chả cá cái này nè có 26 27 đô. Cái này là nổi tiếng nè cả nhà, cái này là ngon nhất ở ở cái này là nổi tiếng lắm á. Thì người ta vô người ta ăn cái này đó, cái món này á rất là ngon đó. Rồi cái menu của bên này á là cháo, mình sẽ ăn cháo lòng cả nhà ơi. Ở đây nổi tiếng cháo lòng á rất là ngon đó, giá cả rất là hấp dẫn, thấy không? Quán này nhỏ chứ mà ngon lắm á, cũng là người Việt luôn, người người Hoa đó đó. Coi phở ở đây cũng ngon lắm á cả nhà, thấy không? Rồi ở đây là cơm, cơm chiên á. Chúng ở đây là quán rất là đông nha cả nhà, rất là bận nha. Nếu mà cả nhà mà đi thứ sáu thứ bảy chủ nhật á đông ép luôn. Đây là nước nè cả nhà, nước uống nè đó. Thì mình sẽ ăn cháo lòng. Cháo lòng người ta đem cái gì là mình ăn cái đó.
Cháo lòng là rất là ngon rồi, thấy không? Giá cả rất là hấp dẫn, rất là rẻ. Đó, mình sẽ ăn cháo lòng nha. Thì menu rất là dễ đọc. Nói tiếng Việt. À, chào chú, cháu tên là Andy. Ở đây thì nghe nói cháu cháu là nổi tiếng nhất của con 37 năm rồi hả? À, dạ. 37 năm, wow, nghe nói nổi tiếng lắm ha. Dạ. Rất là ngon, dạ. Ngon lắm hả? Thì cháu lòng ở đây nè, cháu có order một cái cháu lòng đi nha. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn cháu, 37 năm mà trước, ở đây là người Hoa, là người Việt. Dạ. Người Hoa hả? Dạ. Mà nói tiếng gì? Nói tiếng Quảng hay là nói tiếng gì? Tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Việt đều biết. Chú biết nói tiếng Hoa không? Dạ không. Không sao, không sao. Dạ, à, nghe nói dạ, dạ, người ta, mấy người bạn á, kêu cháu lại đi là ăn cháu lòng á. Thì cháu chắc cũng khoái cháu lòng cho ăn. Cũng lại đi lâu rồi mà chưa có thời gian. Mà bữa nay có thời gian mình lại quay cho nhà hàng này luôn. Dạ. Cảm ơn cháu nha. Dạ, cảm ơn chú. Thì cả nhà ơi, ở đây là cháo lòng của họ nè, đó, rất là hấp dẫn cả nhà. Ở trong này có, thấy không, cháo lòng này có đầy đủ hết, có trứng nè, có thịt nè, đó, rất là ngon. Ở đây có một dĩa dầu cha quẩy với một dĩa giá, wow, hấp dẫn quá cả nhà, thấy không, rất là ngon nha. Cháo lòng này nổi tiếng nha cả nhà, đó, rất là ngon nha, thấy không. Béo lắm á, có gan là có đầy đủ trong này hết á. Mời cả nhà, mời cả nhà. Cả nhà ơi, nè cháo lòng của nhà hàng Canh Thôn nha, đó. Trời ơi, rất là ngon nha cả nhà. Bỏ trong một cái cũng như là cái này là cái tô mà cái nồi á cả nhà. Wow, rất là ngon nha, hấp dẫn lắm, mời cả nhà nha. Ở đây với một cái dầu cha quẩy. Dầu cha quẩy nè cả nhà. Đó. Mà một cái giá. Giá có chanh ở đây nè cả nhà thấy không? Đó. Cái này là một cái tô rất là đẹp nha cả nhà. Cái quán này Canton nhà hàng á là mở 37 năm rồi cả nhà ơi. 37 năm nổi tiếng ở bên Cali. Nổi tiếng nha. Mời cả nhà, giờ mình ăn thử coi nha. Mình ăn coi, không có bỏ nước mắm vô con có vừa ăn không? Wow, ngon cả nhà ơi, ngon, ngon lắm, rất là ngon. Đó, mời cả nhà nha. Không cần bỏ nước mắm gì hết á, mà mình là Việt Nam mình thích ăn nước mắm gia vị đó, mình đổ chút nước mắm vô. Đó, nước mắm này cả nhà. Đổ dưới mắm vô cho nó cái mùi nước mắm đó cả nhà. Nghe không? Wow, rất là ngon nha. Thơm lắm cả nhà ơi, thơm lắm nè, thấy không? Đó, cháo lòng nè, không? Để chặt nó mình để cái địa chỉ xuống cho cả nhà lại để ăn nha. Nổi tiếng. Đó. Thì mình bỏ mấy cái cha quẩy này vô. Cha quẩy á cả nhà, cha quẩy á. Bỏ vô. Ở trong này có tiếng Việt á, mình không có rành thì nó có bao tử nè, có huyết nè, có mấy cái ruột ở trong con heo nè cả nhà, đầy đủ hết á. Wow, rồi có lỗ tai heo nữa nè, có cá nè, có bao tử nè, có gan nè, rất là đầy đủ nha. Quá ngon cả nhà, thơm lắm, thơm, rất là thơm. Ngon. Ngon lắm, thơm mà béo nữa. Wow, ngon. Bỏ thêm nước mắm cho cái mùi nước mắm đó cả nhà. Ở đây nó có một cái tô cho mình nữa. Bỏ cái tô cho ăn nó sẽ cho nó ngon cả nhà.
bỏ vô cái tô đi. Cái tô này, cái chén, cái chén. Quá ngon. Mấy bao tử rất ngon lắm, thơm lắm. Wow. Bỏ mấy giá vô rất là kiểu Việt Nam luôn, cháo lòng Việt Nam luôn á, 100% luôn á nha, nửa tàu nửa Việt, thơm. Hấp dẫn nha nhà ơi, hấp dẫn nè. Cái này là mình ăn kiểu Việt Nam nè, thấy không? Đó, thấy không cả nhà, thấy không? Có dầu cha quẩy nha, mời cả nhà nha, có đầy đủ. Ngon. Bỏ nước miếng, xịt miếng nước mắm vô á, nó rất là béo, nó rất là đậm đà, rất là ngon, béo. Cái cháo rất là đặc biệt luôn cả nhà ơi, với một cái cha quẩy này vô á, trời ơi, cái gì ở trên đời này không có bằng cái gì á. Nó ngon mà nó béo, nó vừa ăn. Quá ngon. Ngon không cả nhà? Ngon. Không có giờ cho quẩy nó cũng ngon nữa. Cái này là bao tử heo nè, thấy không? Đó, mời cả nhà nha. Ngon. Quá ngon. Cái bao tử á, người ta nấu á, người ta luộc á, nó không có dai, rất là vừa ăn, không có dai, không có cứng, không có bấy, vừa ăn, vừa cũng như là người ta luộc, người ta vừa chín á, rất là ngon. Ngon, quá ngon. Ăn một tô này có rất là vui cả nhà, rất là mừng, thấy không? Ngon lắm á. Nổi tiếng 37 năm. Ngon. Cái giòn giòn, thấy không? Ăn nó rột 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 cái cả nhà, ha. Bao tử này rất là đặc biệt, rất là ngon. Nè. Mình thấy khách ở đây á, là tức là người Việt vô đây mua ăn với người Hoa nữa. Mình người Việt á thì thích ăn cháo lọc đó, mà rất là ngon nha cả nhà. Lại ăn thử đi cả nhà, không có chê đâu. Quá ngon, rất là ngon nha. Bây giờ mình đánh điểm luôn, 1 ngôi sao tới 5 ngôi sao á. Cái cháo này á là 5 ngôi sao luôn á nha, 5 ngôi sao á, rất là ngon. Quá ngon. Nấu rất là ngon, vừa miệng, béo, thơm. Cái huyết nó rất là cái huyết với mấy cái giò heo, hay là mấy cái không phải giò heo mà mấy cái gan á, nó rất là nấu rất là tươi, rất là ngon. Một tô này là cỡ 11 đồng mấy, 12 đồng mà cả nhà. Đó. Rất là rẻ. Cả nhà lại ủng hộ cái nhà hàng này đi. Rất là rẻ nha. 100% ngon nha cả nhà. Quá ngon. Đó, kiểu Việt Nam nè, thấy không? Kiểu Việt Nam là cháo lòng là rất có bao tử, rồi có huyết, rồi có đầy đủ. Thấy không? Ngon như vậy.
ngon, quá ngon nè, quyết nè. Ngon 100% béo, 100% ngon á cả nhà, béo lắm. Mình hút cái cháo vô á, nó thơm mà nó béo mà nó ngon. Quá ngon, béo lắm. Gan này. Cái gan á nó chín mà nó không có cứng nha, nó mềm, nó béo, nó tươi. Nó ngọt ngọt, ngon, quá ngon. Ngon. Nếu mà một cái cháo này ngon á, bảo đảm cả nhà món nào món nấy cũng ngon hết, ngon hết. Ăn đảo quá, ngon quá cả nhà. Không có cho quẩy ăn cũng ngon. Bỏ giá vô ngon cái nhà. Ngon. Mấy cái ở trong này bao tử gan nhiều lắm đó nha, bao tử heo á rất là nhiều, người ta cho nhiều quá, người ta không cho ít đâu. Cái này một tô luôn nè, thấy không, rất là nhiều, ngon lắm nha. Lại ăn thử đi, ngon. Ăn cái này đã lắm nha, quá ngon. Đó ha, ăn chén tới chén nha, không đó, đây nè ha, đó giờ cho quẩy nè, trời ơi rất là không muốn gì nữa đó, rất là ngon. Ở đây á chào cho quẩy tự làm luôn đó nha, tự làm luôn, ngon, quá ngon. Mình sẽ để cái địa chỉ ở đây xuống, cái nhà lại ủng hộ cái nhà hàng này nha. Hàng không, nhà hàng ở thành phố Westminster. Ngon. Quá ngon. Trong này có huyết nữa, quá ngon, ngon lắm, béo, nó ngon ngon, ngon. Rất là ngon, rất là ngon. Cái giòn cho quẩy nó giòn, nó ngọt. Ở đây là giòn cho quẩy là tự làm luôn chút hả, đặc hả? Ồ mà ngon ha. Cháo này là cái này kêu sao cho lòng vậy, yeah. Ngon nhé. Quá ngon. Cái nhà lại ủng hộ nhà hàng này nha cả nhà, ăn rất là ngon đó. Mình ăn ngon mình nói ngon, mình ăn dở thì nói dở nha, mình không có giúp họ nha. Ăn ngon mình nói ngon, cái này ngon thiệt, 100% luôn, 5 ngôi sao luôn.
quá ngon. Mình cái mấy cái dầu, cho quẩy thì mình cái đè đè xuống cái dưới cháo á thì nó thấm vô, cái mình cắn cái một cái dầu cho quẩy nó ngọt mà nó béo, nó ngon với cháo luôn, nghe không? Mời cả nhà nha. Quá ngon. Ăn này riêng á, bây giờ mình kiếm được một cái quán cháo lòng ở dưới quận Cam mà cả nhà, ở dưới Westminster rồi, 5 cali á, thì mình sẽ lại đi ăn luôn luôn, ăn nguyên một đời. Để mình mê cháo lòng mà. Giờ mình kiếm được rồi cả nhà. Ăn rất là đã. Nó béo, nó thơm. Mấy cái bao tử này ngon lắm nha ơi. Bao tử này ngon lắm. Cái nhà biết không? Mình ở dưới lót mà mình kiếm ở dưới lót không có cháo lòng. Thì ở dưới lót á là tất cả người ở dưới lót á, cái phố á là người qua, người tàu á nhiều, thì không, mấy người qua thì người ta không biết nấu cháo lòng của kiểu Việt Nam. Thì mình kiếm quá sức giờ mấy năm mà cũng có nữa. Mình bữa nay cái mình lên mình thấy cái mình để Westminster cháo lòng, cái nhà hàng này nó hiện ra ở trên cái mạng á, trên Google á, là để Canton Restaurant là tiếng Mỹ á. Thì mình coi mấy cái hình á, thấy cái cháo lòng tắm rồi ủi quần áo xong rồi cái xác đít chạy tới đây nhanh, chạy từ dưới lót chạy xuống đây là khoảng 40 phút đó, 40 phút. Hàng chi mình hồi giờ lâu quá rồi mình chưa ăn cháo lòng á cả nhà. Xin lỗi nha cả nhà, cái mình không phải mình cái này mấy cái này không phải khoe nha, mấy cái này chỉ ăn chưa thôi, mình không có khoe. Chỉ cũng như là nhà hàng này nấu ngon thì mình quảng cáo cho cả nhà, nhà hàng này người ta nấu ngon thì mình giới thiệu khách tới đây, mình giới thiệu thế giới tới đây. Tất cả ở dưới lót này đâu, ở Việt Nam người ta đâu biết cái nhà hàng này là cháo lòng ngon đâu, ta không biết. Thì bữa nay mình lại mình ăn thì mình để lên cái YouTube cho người Việt Nam mình biết là cái quán này nấu cháo lòng rất là ngon, 5 ngôi sao luôn. Dạ, ngon. Nhiều mấy cái gan với giò heo nhiều lắm cả nhà. Người ta cho nhiều lắm á. Quá ngon. Ăn một nồi, cái này là một cái này Ashley là một nồi nha cả nhà. Cái này là cái nồi đặc biệt của cháo lòng. Bỏ dầu cho quẩy vô nó béo, nó ngọt mà nó cái gia vị nó rất là ngon. Thấy không? Ăn cả nhà. Đó, mình đè đè nó xuống. Đè đè cái dầu cho quẩy xuống một cái cháo thì nó ngâm á. Ăn ngon. Đó, thấy không? Ngon nha. Nè cả nhà. Quá ngon. Ăn một cháo lòng này mừng khách lớn.
ngon. Trong này gia vị nhiều lắm, cái gia vị nó rất là ngon, béo, ngọt, thơm. Việt Nam mình á, nếu mà ở quận Cam, ở thành phố Garden Grove hay là ở dưới quận Cam ở đây, gần gần ở đây á, Westminster á, nếu mà chưa ăn cái cháo lòng ở quán này á, Canton Restaurant á, thành phố là Westminster, nếu mà cả nhà mà chưa ăn á thì mời cả nhà lại ăn thử nha, thì giá cả là rất là rẻ, đặc biệt không có mắc, mà ăn nó ngon, và rồi ăn ngon rồi ấm cái bụng, rồi đi về nó cũng còn vui nữa cả nhà, rất là vui nha. Thì ở đây là chủ trẻ rồi rất là tình cảm, rất là dễ thương đó. Thì mấy người công viên ở đây là người ta rất là đàng hoàng đó cả nhà, ta hiền lắm. Thì cái mời cả nhà lại đi ăn nha, cả nhà lại ăn ủng hộ cái nhà hàng này nha. Quá ngon. Rất là dễ ăn. Cái nhà, nếu mà cái nhà mình làm một cái video này á, rất là cực, cái nhà ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem nha, nhớ ủng hộ mình nha, bấm đăng ký cái chữ subscribe đó, share cái video mình cho gia đình của nhà xem, bạn bè của nhà xem nha. Ở Việt Nam với bên Mỹ, thế giới, nhớ ủng hộ mình nha, đăng ký cái chữ subscribe, share cái video mình cho gia đình của nhà xem, thế giới ủng hộ Andy nha, nhà thế giới Việt Nam ủng hộ mình nha. Rất là ngon, mình sẽ ăn hết luôn. Ăn hết luôn cái nha. Bỏ mấy cái trà quẩy vô. Quên, quả cái trà quẩy nó rất là ngọt, rất là béo đó nha. Thì cả nhà ở đây là không có xài thẻ nha, xài tiền mặt nha cả nhà, trả tiền mặt nha. Thì nếu mà cả nhà lại ăn, nhớ đem tiền mặt tới đây trả cái bill nha. Ăn cái này phải có dầu trà quẩy mới ngon. Hết luôn.
nó nguội rồi cũng ngon nữa nha. Cái cháo á nó nguội rồi cũng ngon nữa nha. Ăn sạch bánh luôn. Quá ngon, no nha cả nhà, ăn no nha, rất là ngon. Cái anh trẻ là ông chủ á, đem một cái trà cho mình uống nha. Trà này cả nhà đó, người ta tắt người ta tặng mình á, trà không có ngọt mà ngon. Trà đá gì đó, trà đá đó. Ngon. Quá ngon. Tiệm này nổi tiếng cả nhà 37 năm rồi. Cả nhà lại đi ủng hộ cái nhà hàng này nha cả nhà. Cảm ơn nha, coi cái video của em đi nha. Thì nếu mà cả nhà coi ở trên mình có video trên TikTok á, thì nếu mà cả nhà xem cái video trên TikTok rồi cả nhà coi xong rồi á, cả nhà chạy ra cái TikTok rồi chạy vô YouTube rồi kiếm ba chữ thôi, Andy Ngô Phở, ba chữ riêng á, Andy Ngô Phở ba chữ riêng á, rồi thấy mình mặc một đồ áo vest á, mình mặc cái áo vest á, thì cả nhà ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe nha cả nhà. Thì mình mặc cái áo vest mình rồi cả nhà thấy cái chữ tiếng Mỹ nó ghi bằng subscribe á, cả nhà bấm cái chữ subscribe nha. Là một cái video này nó rất là khổ, phải play rồi phải cắt rồi phải play again rồi phải coi chừng nào một cái video nó rất là ok á, mà mình không có nói sai cái gì á, thì mình mới để post lên cái YouTube vậy thôi. Không mà rất là cực, kể một cái video làm nếu mà edit tất cả luôn là khoảng 2-3 tiếng rồi cả nhà. Thì nếu mà cả nhà mà lên YouTube mà cả nhà không bấm cái chữ subscribe đó, mình không có điểm cái gì đó, thì cũng như là làm một cái video cũng như là dư khống thì nha. Cái nhà ở Việt Nam, ở bên Canada, bên Đức, bên Âu Châu, bên Mỹ, tới thế giới ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe nha cả nhà. Hẹn cả nhà video bữa sau tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà xem cái video. Bye bye cả nhà, love you. Rất là ngon. Mình sẽ để cái địa chỉ xuống, cái nhà lại ủng hộ cái nhà hàng này nha. Canton Restaurant ở thành phố Westminster. Cảm ơn cả nhà xem cái video của Andy, Andy Eats Andy Talk. Cảm ơn cả bạn. Bye cả nhà. Chào tạm biệt nha. Thì hẹn video bữa sau tiếp theo nha cả nhà. Chúc cả nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, sống dài với làm ăn phát tài nha. Thì kiếm tiền vô ào ào nha cả nhà. Bye bye. Bye. Cả nhà ơi, ăn sập bánh luôn nè cả nhà, ăn sập bánh luôn là ngon quá. Đó, rất là ngon nha. Đó. Rồi đây là một cái nhà hàng. Rất là ngon, khách nhiều lắm, vô ào ào á cả nhà. Đó. Khách vô ào ào á, thấy không? Đây cả nhà ơi, mà ủng hộ mình đi, mình làm YouTube này là làm chơi đó cả nhà. Thì cái chuyên môn, cái nghề của mình đó là bảo hiểm Văn Thọ, là công ty nổi tiếng nhất ở nước Mỹ á, là National Life Group. Thì mình là broker, mình là PFA á. Thì cái PFA là nổi tiếng ở bên Mỹ á cả nhà. Thì nếu mà cả nhà mà muốn cả nhà có gia đình mà có con cái, mà có gia đình đàng hoàng, có nhà có cửa, thì Andy ủng hộ, Andy sẽ khuyên cả nhà sắm một cái policy là bảo hiểm Ăn Thọ đó, không chết cũng bị bệnh. Còn nếu mà cả nhà mà bị đau tim, hay bị ung thư, hay là bị bất cứ gì nặng á, mà mổ á, là National Leiden cả nhà 90% luôn. Nếu mà cả nhà mua 1 triệu đồng thì 90% là 900 ngàn, thì là tax free nha cả nhà, là không có cần trả thuế.
à, nếu mà cái nhà mà bị bên Cali á, là xấu, là xấu xấu cái môn cũng như là critical illness nè, rồi critical injury, rồi mấy cái heart attack, rồi hay là stroke, hay là cancer, thì cái national life là 175 năm rồi, là đền hết luôn, không chết cũng bị đền. Nếu mà có chứng minh á, là bác sĩ mà có giấy tờ á, mà 100% á, nếu mà cả nhà mà bị ung thư á, thì national đền một đền, không có cần hỏi cái gì hết á, chỉ file cái claim thôi. Mà công ty mình là 175 năm rồi, tất cả bên Mỹ thắng hết, ngon nhất cái policy, ngon nhất ở nước Mỹ á, National Life, không ai thắng cái National Life với cả nhà. National Life Group á là 175 năm rồi. Ok, thì mình là cái broker PFA, thì nếu mà cả nhà mà có gia đình, có con cái hay là sống ở bên Mỹ á, thì cả nhà gọi Andy nha. Andy số điện thoại là 626-988-3785, 626-988-3785, ủng hộ Andy nha. Người Việt Nam mình hay là người Hoa hay là bất cứ người gì, là nếu mà có gia đình, có nhà, có cửa mà có ăn công ăn việc làm, thì nếu mà muốn invest cái policy living benefit á, thì nhất là ủng hộ Andy nha, nhớ nha. Thì mình làm nguyên một nước Mỹ luôn, Việt Nam không có nha, mình không có làm Việt Nam mà mình làm bên Mỹ đó. Thì công ty của mình là number one ở nước Mỹ, living benefit 100% luôn, là không chết cũng bị đền nha. Có câu hỏi gì gọi Andy nha. Cảm ơn cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Thì Andy cũng bán xe Lexus nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà muốn mua xe mới Lexus á, thì mình làm ở Mission Viejo Lexus, là South County Lexus á. Nếu mà có câu hỏi gì muốn mua xe Lexus mới, xe cũ á, làm ơn liên lạc Andy nha. Số điện thoại là Andy là 626-988-3785. Dạ, yeah, ok, bữa nay là thứ năm là Andy ngày nghỉ. Thì chỉ làm một cái video cho nhà hàng này. Nhà hàng này cháo lòng rất là ngon ở bên Mỹ, ở Westminster ngon nhất. Thì cả nhà lại ủng hộ cái nhà hàng này nha. Bye bye cả nhà. Mình để địa chỉ xuống nha. Bye bye.